chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Ma Bạch. Và nếu như mọi người đang kinh doanh cửa hàng, shop và đang tìm kiếm cho mình một chiếc máy in tem giá tiền vừa có thương hiệu lớn, vừa có chi phí đầu tư tiết kiệm, vừa có khả năng in ấn ổn định, thì hôm nay em xin giới thiệu đến mọi người một chiếc máy có model là ZD230 thuộc thương hiệu Zebra. Chiếc máy này đang được các cửa hàng ưa chuộng và ngay bây giờ em sẽ cùng mọi người đi vào khám phá chiếc máy này nha. Và mọi người có thể thấy ở đây trên bàn của em đang hiện tại đang là chiếc máy in tem giá ZD230. Chiếc máy này thì có kích thước rất là nhỏ gọn và thiết kế khá là hiện đại, và máy có màu xám đen. Đây là model máy tiêu chuẩn nên là hãng chỉ trang bị cho chúng ta một cổng kết nối là USB, và kế bên đây là cổng nguồn. Và phía bên trên máy thì hãng có trang bị hai nút điều chỉnh trong quá trình vận hành của máy, và dưới đây là hai cái gầm để hỗ trợ mình nhấc nắp máy lên. Và em sẽ cùng mọi người đi vào khám phá bên trong của chiếc máy này. Mọi người có thể thấy ở đây là hộc chứa giấy, và chiếc máy này thì chứa được cuộn giấy tối đa là 50m. Đây là trục mực này chứa được cuộn mực tối đa là 300m. Đây là trục thu mực. Và phần quan trọng nhất của chiếc máy này chính là đầu in. Đây là bộ phận đầu in của máy. Chiếc máy này có độ phân giải là 203 dpi và tốc độ in tối đa là 152mm/giây, có độ rộng in là 104mm. Và ngoài ra thì máy còn trang bị cho chúng ta một con cảm biến, và đây là một trục ruler của máy. Mọi người có thể thấy trên tay em đây đó là cuộn giấy in tem giá có kích thước là 35-22. Ngoài ra thì các shop và các cửa hàng thường dùng cho mình 35-22 và 50-30 hoặc là 25-15. Thì mọi người khi mà mua hàng ở công ty Thế Giới Ma Vật thì mọi người sẽ được tư vấn cũng như là được chọn cái kích thước tem mà mình mong muốn. Và đây là cuộn mực. Và nếu như mọi người còn thắc mắc gì, cần giải đáp hoặc còn phân vân gì thì hãy nhanh liên hệ đến công ty Thế Giới Ma Vạch để chúng em được giải đáp cho mọi người. Bây giờ không để mọi người đợi lâu nữa, em sẽ đi vào in test xem chất lượng in tem của chiếc máy này ngay nha. Và hiện tại thì em đã thiết kế sẵn tem giá tiền để in thử trên con máy ZD230 này. Và bây giờ em sẽ in cho mọi người xem chất lượng in tem của máy như thế nào nha. Em sẽ in số lượng, em đang muốn số lượng là 30 tem. Đây mọi người có thể thấy chất lượng in khá là đồng đều và tem in ra tốc độ cũng khá là ổn định. Và nếu như mọi người mua máy ở công ty Thế Giới Ma Vạch thì bên em sẽ tặng một phần mềm thiết kế tem nhãn để mọi người tùy ý thiết kế tem cho phù hợp với cái nhu cầu của mọi người hơn. Và nếu như mọi người có thắc mắc gì về máy, cần tư vấn rõ hơn thì xin hãy liên hệ cùng công ty Thế Giới Ma Vạch để chúng em được giải đáp cho mọi người. Và vừa rồi thì em và mọi người cũng đã đi tìm hiểu sơ qua về thông số, đặc điểm cũng như là in test trên dòng máy in tem giá ZD230 này. Và nếu như mọi người có thắc mắc gì về máy cũng như là cần tư vấn kỹ hơn về giấy và mực thì mọi người hãy liên hệ đến công ty Thế Giới Ma Vạch qua số hotline 1900 3438 hoặc là truy cập vào website thegioimavach.com để chúng em được hỗ trợ mọi người kịp thời nhé. Và nếu thấy video này hay và hữu ích thì hãy cho em xin một like và một subscribe. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo.